bác các cháu mà thì gia đình thì bác từ bác ký là đã đủ 4 cháu này. Dưới trên đây 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 đại diện gia đình đã đủ 4 cháu rồi, nó được rồi nha, đi thêm rồi đấy. Chúng đã đủ 4 cháu, đã nhận đủ 4 cháu, đúng rồi. Viết đây đã nhận đủ 4 cháu. Đi đã nhận thêm chú đã vào nữa. Đúng rồi. Không phải ghi đầy đủ như thế chứ, đã nhận đủ 4 cháu. Và hai xe đạp. Chú cao lên xe đạp. Ừ. Nhận đủ. Hay là phải bàn giao tài sản riêng. Nói liền luôn đi. Đủ 4 cháu. Hai cái cúp của nó em còn không dắt được ấy, nặng như thế mà. Đủ 4 cháu. Có thằng đi nguyên vành không? Mà xe máy của không kịp. Và hai xe đạp nữa. Hai xe đạp nữa. Anh cứ đi thẳng vào đây. Và hai xe đạp. Anh kỹ là mà. Có dịp xuống. 4 hai xe đạp. Chữ 4 thành chữ bố. Bố. Được thế được. Cũng được. Cái tất nhé. Hai xe đạp. Ok. Rồi. Đây là 4 này. Viết lại chữ 4 đi. Viết thêm chữ L. Thêm chữ L. Thêm chữ L lại là nó khó ấy. Thôi được rồi. Thôi được rồi anh ơi. Đây là xe đạp đấy phải không? Anh ghi chữ L vào đây. Thôi. Thêm chữ L vào thôi. Chú gần chữ kia kìa. Thôi không sửa. L đến lúc anh Nguyễn sửa chữ L. Thôi. Đâu đấy với ai ký thì ký đi. Tôi cầm cái bên này nhá, xem sang đây nhá. Đây, là nó mang tính thủ tục mà mình phải có thôi. Chứ còn... Không, cái này nó phải cẩn thận. Cái này phải cẩn thận đấy, các trẻ nó đang trẻ con như này. Bây giờ cái tình trạng nó lấy nội tạng rất là nhiều. Nên là mình phải cẩn thận. Nó mổ lấy tạng gì đâu. Đấy, ở Nghệ An đấy nó chả mổ vứt xác các cháu. Trong chung cư đại gia đình. Anh. Đại chung cư. Đại diện hộ gia đình à? Vâng. Đấy, đúng. Thế có đủ 4 cháu chưa? Thêm bớt. Nếu mà ngày hôm nay mà người nhà không đến nhận thì anh thêm 4 cháu nữa thành 6 cháu nhá. Khoái nhá. Em thì phải cháu gái chứ khoái chứ, nhà em 2 trai rồi. Không thích trai nữa. Thôi bây giờ cũng có này là gửi lại là thầy. Sắp tay theo hiệu trưởng. Cảm ơn nhà trường với gia đình. Vâng. Đã... Phối kết hợp bây đó. Bây giờ đi lên, đưa lên là lấy xe. Đúng rồi, rất là vui. Xe đạp, 2 chiếc. Xe đạp rất là tuyệt vời. Thôi bây giờ là... Này, bây giờ là thầy hiệu trưởng với thầy Cường với gia đình với các cháu chụp để làm kiểu ảnh đấy. Đi đây. Ra bên đây chụp. Phụ huynh thầy giáo anh à. Thôi nếu mà sau này nó lấy vợ anh bảo lên đây mời nhé.